Xin chào các bạn đã quay trở lại với câu chuyện tâm nhắn của tác giả Bắc Nam, truyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đàm Mỹ Tường Truyện, tập 18. Bữa sáng là cháo gạo kề nhạt nhẽo, nhưng Kiều Huyền Lâm lại không kén chọn, ngoan ngoãn vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng gắp một miếng dưa muối. Thật ra cậu rất mông lung, cũng rất thèn thùng, không dám liếc mắt về phía góc bàn, khóe mắt chỉ nhìn thấy ngón tay lường thừa lướt trên màn hình điện thoại. Lúc giặt quần, cậu đã nghĩ tại sao lại mơ giấc mộng này, chẳng lẽ trong vô thức cậu đã nghĩ bày chuyện gì sao? Kiều Huyền Lâm cũng không dám nhìn tới ngón tay đó nữa, cúi gằm xuống vuốt mấy sợi tóc ra phía trước, vuốt từ từ tới khi che đi toàn bộ tầm nhìn. Lương Thừa kiểm tra xong hết email, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiều Huyền Lâm biến hình thành HKT, kiểu dốc, kiểu tóc như bò liếm. Anh gặp ngón tay gõ lên mặt bàn nói: Kiều Huyền Lâm. Mặt Kiều Huyền Lâm bị cháo nóng sầm đỏ ửng, bỗng nhìn một bàn tay vươn ra vén phần tóc trước của tóc cậu. Cậu trốn ra sau, cố gắng bình tĩnh hỏi: Chuyện gì vậy anh? Đang gọi cậu đó, tôi muốn dùng laptop của cậu xem báo cáo thí nghiệm. Kiều Huyền Lâm lại vén tóc thành hai mái nói: Đang sạc pin ở trên màn đó, anh dùng đi. Lường Thừa thấy cậu hơi quái quái rồi hỏi: Hôm nay cậu có làm bài tập không? Kiều Huyền Lâm ngậm cháo lầm rầm một tiếng. Tuy rằng cậu lười, nhưng trước giờ gặp chuyện thì không bao giờ trốn tránh, còn tình huống bây giờ thì hơi đặc biệt. Cậu đang do dự thì Kiều Văn Huyền gửi tin nhắn tới bảo cậu về nhà một chuyến. Ăn sáng xong, Kiều Huyền Lâm dọn gối và tràn về phòng ngủ của mình, rồi thu dọn đồ đạc về nhà ở mấy ngày. Lương Thừa đã quen điềm nhiên, chỉ bảo cậu nhớ về làm đề môn sinh. Bởi vì Kiều Huyền Lâm thì cuối kỳ toàn điểm cao, hơn nữa vừa gọi đã ngoan ngoãn quay về. Tâm trạng Kiều Phan Huyền cũng rất tốt, lần đầu tiên bảo cùng cậu xem tivi. Bởi vì Kiều Huyền Lâm cuối kỳ điểm toàn thì cao hơn nữa vừa gọi điện đã ngoan ngoãn quay về. Tâm trạng Kiều Phan Huyền rất tốt, lần đầu tiên bảo cậu xem tivi. Hai bà con chia ra chiếm hai đầu sofa. Kiều Huyền Lâm mồm gối tựa lưng nói: Bà, con sẽ ở đây vài ngày. Này là nhà con, ai quản con có mở bao lâu thì ở. Kiều Phản Huyền càng hài lòng. Nếu không muốn về nhà bà ngoại thì để bà gọi báo một tiếng. Kiều Huyền Lâm nói: Cũng không tới mức đó. Tuy vì trong nhà chỉ có vài kênh tin tức, Kiều Phản Huyền đổi sang kênh thể thao đang phát sóng một trận thi đấu bóng rổ. Kiều Huyền Lâm khều hòa phàn trên gối. Nhưng thứ cậu hồi tưởng lại là cảm xúc khi chơi bóng rổ, đội viên trên sân, khán giả trên khán đài, những lời thuyết mình dạt dào cảm xúc, cậu đều không quan tâm. Trong đầu toàn là hình ảnh cậu và Lương Thừa ở trên sân bóng rộng thênh thang. Xương cốt Lương Thừa cũng rất cứng, khi cậu ngồi lên vai anh cũng rất đau. Sức tay của Lương Thừa rất mạnh, buổi tối đi tắm cậu thấy bắp đùi cậu bị bắp đỏ lừ. Lương Thừa che giấu cái chán đầy mồ hôi, lòng bàn tay đầy vết chai và cả vết sẹo từng chịu đau từng ngứa ngáy sau tai. Kiều Huyền Lâm sắp bị những suy nghĩ sóng cuộn biển gào nuốt chừng, rồi dùng gối tựa đập lên đầu hai cái. Cậu tỉnh táo lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Văn Huyền mà lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Kiều Huyền Lâm nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm đèn bàn màu trắng, lại không kìm được mà nghĩ về tối qua. Cơ thể áp sau lưng cậu, ôm cánh tay cậu, cả cậu nói đừng bắt mất em cũng không rõ ghế kia. Chết tiệt! Có phải cậu sắp bị ma ám được không? Cái cảm giác khi vừa tỉnh giấc, nóng ấm rả rích giống như mất đi trọng lượng. Kiều Huyền Lâm cúi đầu nhìn khu vực nhạy cảm kia, kéo chăn điều hòa đắp lên người. Kiều Phản Huyền vặn mở cửa hỏi: Còn thấy khó chịu hả? Kiều Huyền Lâm như bị bắt thăm. Sao bà không có cửa? Có hai lần rồi đó. Tâm trạng tốt của Kiều Phản Huyền đã tổn hào hết 80%. Bà đã định để con nghỉ ngơi hai ngày, nhưng bà thấy không cần nữa, ngày mai tới bệnh viện kiểm tra luôn. Kỳ nghỉ đồng và nghỉ hè hàng năm, cậu đều làm kiểm tra sức khỏe một lần. Sáng hôm sau, Kiều Phản Huyền điều chỉnh ca làm, dẫn cậu đi tới bệnh viện số 1. Các bác sĩ trong các khoa cậu đều quen hết, thân thuộc như là đang đi thăm họ hàng. Kiểm tra xong xuôi, Kiều Huyền Lâm cầm một tờ điện não đồ nghiên cứu, thử xem sóng điện não hai ngày này có gì bất thường không. Kiều Văn Huyền xách một tập X-quang nói: Đừng có ra vẻ nữa, xem cũng có hiểu đâu.
Còn mà hiểu thì các bác sĩ tốt nghiệp hết rồi. Ba, con muốn xem kết quả kiểm tra huyết quản tim mạch. Kiều Văn Uyên nói, đó mà nhanh thế, ngày mai mới có, về nhà trước đi. Trên đường hơi kẹt xe, Kiều Uyên Lâm được đài an toàn cố định trên ghế khuỷu lái, khuỷu tay chống lên cửa xe. Cậu biết rõ Kiều Văn Uyên có điều xấu cậu, nhưng lần này lại rất muốn biết. Chuyện là đang bật bản hòa tấu vĩ cầm, cậu cũng nhẹ giọng nói. Ba, bệnh tim của con có phải nặng lắm không? Trước giờ bà chỉ từng nói với con những chuyện này, chẳng lẽ không thể trị được sao? Thôi vớ vẩn gì thế? Kiều Văn Uyên trả lời, nói với con thì con cũng không hiểu đâu. Kiều Văn Uyên Lâm nói, vậy chí con cũng có quyền được biết mà. Cậu làm thình một lúc, hay là bà cứ nói với con còn có thể sống bao nhiêu năm nữa? Kiều Văn Uyên hơi tức giận, đang yên đang lành đừng có kiếm chuyện. Kiều Uyên Lâm bắt đầu bướng bỉnh nhưng lại hơi lo sợ để thấp giọng nói. Trong lòng con biết rõ thì con mới dự tính được chứ, lỡ như con phải lòng ai muốn hẹn hò với người ta mà chỉ có thể sống tới hơn 20 tuổi thì con sẽ tự biết mà từ bỏ, nếu như có thể sống tới 50-60. Đèn đỏ rồi, Kiều Văn Uyên phanh gấp ở ngã tư, Kiều Uyên Lâm bổ nhào về phía trước, nửa cầu sau dừng trong cổ họng. Kiều Văn Uyên tất nhà không vui nói, càng nói càng già. Mới có 16 tuổi mà hẹn hò cái gì, kỷ luật trường con hơi lỏng rồi đó, không có nghĩa là con đang yêu sớm, được yêu. Bình thường Kiều Uyên Lâm nhất định sẽ cái nhèm nhèm, hôm nay lại á khẩu chỉ biết nói. Còn có bệnh này ai mà thèm thích con chứ? Kiều Văn Uyên vẫn đau xót con trai, bồm phôi lăng xoa đầu cậu. Con không hề kém hơn người khác, con trai của bà chỉ có thể nhanh mạnh hơn người khác, còn con vẫn còn nhỏ phải chuyên tâm học tập. Kiều Uyên Lâm không nói gì nữa, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sau khi đèn xanh, Kiều Văn Uyên mở đài lên, lái đi một đoạn bắt đầu nói bóng nói gió. Bây giờ con đang tuổi dậy thì có vài băn khoăn cũng là bình thường, bị người khác giới thu hút cũng không thể tránh được, nhưng chưa chắc đã là thích đâu. Kiều Uyên Lâm kiềm chế biểu cảm, thậm chí còn hơi buồn cười. Người thu hút cậu là đồng tính, là đàn ông, thích hay không thì chưa chắc chắn. Dù sao thì cậu cũng vì đối phương mà trải qua một lần mộng tình đầu tiên trong đời. Nếu như nói cho Kiều Văn Uyên biết ông cha già của cậu sẽ có phản ứng như thế nào, linh hồn cả người lẫn xe đều bay theo gió. Cũng chưa chắc Kiều Uyên Lâm suy tư, dù sao thì sức khỏe cậu không tốt, làm những chuyện mà phụ huynh thấy trái với thông lệ, chắc cũng sẽ được bao dung phải không? Huống hồ Lương Thừa còn từng cứu cậu nữa. Bà ngoại nói thêm mấy câu xà dịu nữa thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu nghĩ lùng tùng cái gì thế này chứ? Kiều Uyên Lâm để bản thân mình bận rộn một chút, rút vào trong nhà làm bài tập, học trực tuyến, cuộc sống như về lại rất lâu trước đây. Những bài tập đem về nhà cậu đã làm gần hết, chỉ còn lại tờ bài tập sinh học. Cậu làm ổ trong thư phòng làm được một nửa, cảm thấy mệt mỏi quá. Mấy ngày này cũng đã quen xin Lương Thừa chỉ bảo, cậu mở điện thoại ra. 4-5 ngày rồi bọn họ không liên lạc gì với nhau, Lương Thừa cũng không đăng trên vòng bạn bè, cứ mãi ẩn thần trong danh sách trò chuyện. Kiều Uyên Lâm lôi ra mấy bài không biết làm, có nhiều bài lắm nên cậu cũng gọi điện thoại luôn, vang lên 2 tiếng thì bị Lương Thừa ngắt máy. Lương Thừa gửi tin nhắn, đang trực ban. Kiều Uyên Lâm trả lời, vậy tối nay được không? Lương Thừa nhắn lại, có chuyện gì? Kiều Uyên Lâm dây dưa viết một bài văn. Tiểu khu của nhà em có một ông cụ nuôi một con husky, ngày nào cũng ra về. Gần đây con husky quen được một con chó mới, cứ thả ra là nó chạy theo nó. Lương Thừa nhắn, cho nên. Kiều Uyên Lâm chỉ biết đáp, mọi người đùa nói nếu như là con chó này hẹn hò với con chó kia sinh ra một con chó giống mới thì sẽ gọi là con chó khác rồi, buồn cười không anh? Lương Thừa bảo, cậu rất buồn cười. Kiều Uyên Lâm bị ma ám thật rồi, mặt dày gáo chứ. Anh đoán mọi người nó thế nào không? Con husky và con labrador vậy mà nếu hai con đó đều là đực đó. Lương Thừa nhắn, về bài tập sinh thái động vật của cậu đã làm được bao nhiêu rồi? Kiều Uyên Lâm không thể không rẽ vào chủ đề chính. Có mấy bài không biết làm. Mấy phút sau Lương Thừa nói, cậu về nhà rồi giảng. Ý anh là bảo cậu quay về đúng không? Kiều Uyên Lâm lý giải như thế, lập tức thu dọn cặp sách. Gần tới trưa rồi, người giúp việc theo giờ cũng đã mua đồ ăn về làm cơm trưa.
Càng tin trường học nghỉ hè thường không mở, kêu Uyển Lâm vào phòng bếp nói, dì ơi, hôm nay nấu nhiều một chút nha. Đồ ăn nấu xong, kêu Uyển Lâm dùng hộp cơm gói lại thành phần cơm hai người, bắt xe tới trường. Giữa trưa nắng nóng, cậu bảo tài xế dừng ở trước cửa quán giải khát đối diện trường học. Kiều Uyển Lâm xuống xe đi mua hai cốc trà sữa lành, cậu đeo cặp sách sau lưng, hai tay sách đổ trước khi băng qua đường đột nhiên dừng bước. Lần trước bị giáo huấn vừa vui vừa lục phiêu lưu, cậu phải báo cáo trước với lương thừa một tiếng mới được. Vừa móc điện thoại, Kiều Uyển Lâm nhìn thấy cổng trường mở ra, lương thừa từ bên trong bước ra, đúng lúc có một chiếc xe hơi lái tới trước cổng, còn lý shirt màu đen biển số bản địa, cậu nhận ra đó là xe của Trình Yến Đông. Lương thừa ngồi vào ghế phụ lái, lát sau chiếc xe rời khỏi con đường. Kiều Uyển Lâm đứng lặng một lúc lâu, một tay cầm hộp cơm nguội ngắt, một tay nước lạnh ấm lên, tất cả đều mất hết hương vị ngon lành. Tiệm sườn xám hạ cửa cuốn nhưng không khóa, Vương Nguyễn Trì trời xỉ tố rồi, trên một bàn có một hộp ghim cài ngực áo phong cách cổ phục, dùng để phối với sườn xám cho khách. Kiều Uyển Lâm về nhưng không lên lầu, cũng không thay giày, nhấc cửa cuốn lên, cậu ngồi ở phía sau cửa kính thứ hai, trên đùi đặt một khay kim gài ngực. Những cái này đều là những món lẻ nhặt được, phải khử trùng. Cậu học theo Vương Nguyễn Trì dùng cồi lau từng cái, hạt trầu óng ánh lên trần nhà, chỉ có một chiếc xe hơi nào lái vào ngõ, cậu liền ngước mắt lên nhìn. Không biết qua bao lâu, miếng cồn tẩy trắng hiếu đầu ngón tay, Kiều Uyển Lâm nhìn ra đầu ngõ, chiếc ly shirt dừng lại giữa ánh hoàng hôn, sau đó lương thừa từ trên xe bước xuống. Đi được một nửa, lương thừa liền nhìn thấy Kiều Uyển Lâm đang lẻ loi, ngồi xếp bằng với một đống bù bối đầy màu sắc, tựa như một bức tranh sơn dầu phương Tây. Anh bước lên bậc thềm kéo cửa ra, không cầm lòng được mà xoa đầu Kiều Uyển Lâm. Kiều Uyển Lâm lại không ngần đầu nói, em mới vừa nhìn thấy xe của Trình Yến không? Cậu ta đưa tôi về. Lương thừa đi tới trước điều hòa hóng gió rồi nói tiếp, hôm nay trực ban nửa ngày, tới chưa cùng cậu ta tới đại học Ý. Kiều Uyển Lâm hỏi, thú vị không? Bình thường. Nhưng lương thừa đã hiếu kỳ rất nhiều năm nay rồi. Lương thừa đi vào nhà rửa tay, trên bàn đặt một hộp cơm và hai cốc trà sữa. Anh mở hộp ra, cơm để từ xưa đã bị ôi mất, chẳng lẽ mang tới cho mình. Anh quay ra tiệm, Kiều Uyển Lâm vẫn ngồi ở tư thế đó. Trước khi về thì quái lạ, về rồi cũng vẫn lạ. Lương thừa tựa vào cạnh tủ trầm ngâm một lát hỏi, phải rồi, Phương Văn Kiết lớp số 2 và Giả Ninh lớp cậu có quan hệ gì thế? Kiều Uyển Lâm trả lời, bọn họ đang hẹn hò. Lương thừa phát hiện ra báo cáo thí nghiệm của hai đứa kia có hơi giống nhau. Không chỉ một lần, bây giờ hiểu nguyên nhân rồi, không còn chuyện gì khác. Anh nói, có đem bài tập về không? Kiều Uyển Lâm cuối cùng cũng ngần đầu không đáp mà hỏi, trường số 7 nghiêm ngặt như thế, có ai từng hẹn hò chưa? Không biết. Vậy anh đã từng hẹn hò chưa? Chưa. Tại sao lại chưa? Kiều Uyển Lâm cảm thấy lương tử chắc chắn không thiếu người thích. Nhưng cậu không tưởng tượng ra được với tính cách của lương thừa khi yêu đương sẽ ra sao, lạnh lùng hay là dịu dàng. Hôm ăn cà ri trước khi đi anh ứng nói về mấy câu ấy. Kiều Uyển Lâm vẫn luôn giữ trong lòng. Anh ấy nói chủ nhà không được quan tâm quá nhiều, nhưng người yêu thì được. Kỳ chú là người yêu giảm nửa giá cũng là thật. Anh ấy nói về những chuyện này có phải đang ám chỉ anh thích con dài không? Lương thừa dừng một lát rồi nói, anh ta giỡn cậu thôi. Vậy cậu tính là phủ nhận không? Kiều Uyển Lâm khá lưu loát tiếp lời, nếu không tính vậy có phải anh thích kiểu người như Trịnh Yến Đông không? Lương thừa nhíu mày, cậu nói cái gì thế hả? Anh từng có chơi bóng rổ với anh ta chưa? Có từng xếp hàng ở canteen mua đồ ăn cho anh ta chưa? Có từng chỉ cho anh ta những bài anh ta không biết làm chưa? Anh ta dẫn anh tới đại học vì muốn cùng anh đi học nữa phải không? Ngoài chủ anh ta còn có người khác không? Lương thừa chợt ngăn lại, cậu trúng gió đấy hả? Kiều Uyển Lâm nói, không có bạn học khác tới tìm anh, chỉ có anh ta. Hai người đã từng hẹn hò chưa? Cậu cắn nhầm thuốc đấy hả? Anh ta có phải là bạn trai cũ của anh không? Lương thừa đi về phía cậu. Kiều Uyển Lâm, cậu biết mình đang nói cái gì không? Kiều Uyển Lâm đứng dậy khỏi ghế, khay đồng rơi loảng xoảng xuống sàn.
mấy chục kìm cải áo rồi xuống chân, cậu nhìn thẳng vào mắt Lương Thừa. Vậy anh có biết em đang ghen tỉ với anh ta không? Lương Thừa nhất thời không cách nào lên tiếng. Kiều Uyển Lâm sấm qua một đống kim cài ngọc lấp lánh, đến bàn mày cầm lấy một cây kéo sau đó xông ra ngoài cửa. Lương Thừa trố mắt ngây ra tại chỗ nhìn cậu trai cầy gò bước từng bước xuyên qua ngõ, đi tới trước cây cột điện khiến chân lên cầm kéo liều mình rạch lên cột điện. Chân trời là những rằng mây đỏ, sắc đỏ phủ kín lưng Kiều Uyển Lâm. Cậu giống như một tên nhóc điên mất trí ngay trước ánh mắt phải nghỉ lộn của mọi người trong giờ cao điểm. Lương Thừa phi ra ngoài túm lấy tay Kiều Uyển Lâm giật lại cây kéo. Hổ khẩu, cậu đỏ bừng, Kiều Uyển Lâm xuề năm ngón tay ra, giữa những kẽ tay còn dính những mảnh vụn xi măng. Cậu ngẩng đầu lên biểu cảm chân thành tới mức đáng thương. Cậu rất thích Lương Thừa mời cậu uống nước ngọt, thích Lương Thừa làm chân sai vặt mua bánh nướng thịt bò cho cậu. Cậu thích Lương Thừa đối xử tốt với cậu, cũng thích Lương Thừa chặn hỏng cậu không nói nên lời. Ngồi trên xe mô tô hay bắt xe buýt với Lương Thừa, dùng cho một cái bàn hay chen chúc cho một chiếc giường cậu đều thích. Những chuyện vụn vặt trải qua cùng Lương Thừa là năn nỉ hay là nói dối đều có, là thật hay là mơ cậu đều thích tới nỗi cả đời này đều không thể nào quên. Nhưng cậu không thể nói được chữ thích, cậu giảo hoạt, hèn hạ, nhát gan muốn chừa cho mình một con đường lui. Hồi sau Kiều Uyển Lâm nói, em rành mất mát khi ai của anh rồi. Anh cố gắng kiềm chế, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Kiều Uyển Lâm phàn nài anh. Lương Thừa, anh có thể nào chỉ làm siêu nhân của một mình em được không? Xung quanh liên tục có hàng xóm đi qua, có người đang hóng hớt, có người chào hỏi. Lương Thừa đều xem như không thấy. Anh nhìn chăm chú Kiều Uyển Lâm xít cây kéo tới biến dạng. Qua một lúc lâu anh nghiến răng nói, ý cậu là gì? Kiều Uyển Lâm trả lời rất nhẹ nhàng, anh hiểu mà. Cái hiểu này cất trong lòng Lương Thừa không biết nên phát tiết như thế nào. Lần đầu tiên anh có cảm giác bất lực với một người như vậy. Phùng nắm đấm nền lên cột điện, những đốt ngón tay rỉ máu để cho đau đớn giữ bản thân tỉnh táo. Vậy được, Lương Thừa đáp, tôi nói cho cậu biết, không thể được. Kiều Uyển Lâm đáng thương cực kỳ, giống như người vừa nãy hùng hổ thẳng thắn ghen tị không phải là cậu, người cầm kéo bạo lực cũng không phải là cậu. Cậu hỏi, tại sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 16. Kiều Uyển Lâm nói theo bản năng sau đó sợ hãi sửa lời, không phải 17. Lương Thừa nói rất dứt khoát, không cần biết cậu 16 hay 17, ở trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc còn chưa tới tuổi trưởng thành, cậu nghe đây. Tôi không có một chút hứng thú nào với cậu cả. Nói xong, Lương Thừa quay đầu đi ngay, sau lưng chỉ còn lại tiếng ồn ào bên đường. Kiều Uyển Lâm bị vứt bỏ ở chỗ cũ, không nghe thấy cũng không nhìn thấy một chút đồng tính gì. Sải bước đi được mười mấy mét, Lương Thừa dẫm lên một tờ giấy rơi dưới đất rất sạch sẽ. Anh khom người nhặt mở ra thấy một bản ghi điện náo đổ. Họ tên người xét nghiệm Kiều Uyển Lâm, mà ở mỗi đỉnh nhọn của dao đồng sóng đều là viết tên của anh. Lương Thừa mắt nhắm một lúc rồi mở ra xoay người lại. Kiều Uyển Lâm mím chặt môi đứng như trời trầm ở chỗ đó. Mây đỏ trên đỉnh đầu rực rỡ như một ngọn lửa từ từ phủ xuống thiêu rụi thân hình của chàng thiếu niên. Lương Thừa chạy tới túm tay Kiều Uyển Lâm dắt về nhà. Cầu thang tối tăm ở góc rẽ anh liền buông tay ra. Cầm lặng rồi bầu không khí cũng rơi vào cục diện khó xử. Mắt Kiều Uyển Lâm mở to chết lặng, giằng lấy bản ghi dấu sau lưng. Khóa cửa phang lên, Phương Nguyễn Trì vội vã tiến vào huyền quan. Bà nhớ trước khi đi đã hạ cửa cuốn xuống, ai đã kéo lên thế chứ? Cả căn nhà vô cùng tĩnh mịch, bà lập tức đi vào trong tiệm kiểm tra. Bị đống hổ lốn trên sàn dọa sợ, bà quay lại cầu thang ngẩng đầu lên. Bị hai người đứng trong bóng tối dọa thót cả tim. Uyển Lâm, Phương Nguyễn Trì hỏi, còn về khi nào đó con mở cửa hả? Lương Thừa nghe người che bàn tay bị thương nói, là con mở. Phương Nguyễn Trì ngờ vực, những kim cài áo kia là chuyện gì thế hả? Lương Thừa nói, con tò mò không cần thật làm rồi. Khung cảnh này thật quá kỳ lạ, đáng tiếc tối om không thấy rõ. Phương Nguyễn Trì nói, Uyển Lâm, sao lại cầm như hến thế hả? Khóe miệng Kiều Uyển Lâm cứng đờ, chỉ sợ thả lòng một chút thôi là sẽ rơi xuống gầm luôn.
Cậu lặng lặng đi lên lầu. Thằng nhóc này, Phương Duệ Trì cũng có kinh nghiệm. Tiểu Lương, hai đứa lại cãi nhau đấy hả? Lương Thừa không nói dối, chỉ nói tại con. Anh lên lầu đi tới trước cửa phòng Kiều Uyển Lâm. Một cánh cửa, anh không nhìn thấy thái độ của Kiều Uyển Lâm bên trong. Đang ngồi nằm sấp hay là rúc trong chăn. Tốt xấu gì cũng là đàn ông đàn an, không tới mức khóc phải không chứ? Lương Thừa thầm nghiền ngẫm, chuyện hôm nay lên trách ai đây? Một là Ứng Tiểu Quỳnh không giữ mồm mép, hai là Trịnh Yến Hồng. Đùn đẩy trách nhiệm một hồi, rốt cuộc anh mới là tên đầu sỏ. Có lẽ là anh chuyển bé xé ra to. Kiều Uyển Lâm chẳng qua là tới tuổi dậy thì đùa nghịch một chút thôi, có thể tới cả tính ngưỡng cũng không rõ. Dưới sự kích thích của hormone nên sợ hơi một chút, nhất định là như vậy. Lương Thừa không chê bẩn mà cò mua bàn tay lên quần, im lặng cười. Cho dù Kiều Uyển Lâm thực sự thích con trai thì Đức Tâm có bao nhiêu bạn cùng lứa, gia cảnh tốt, tính cách tốt, sao có thể rung động với loại người như anh được chứ? Xem việc ở chung thành ôn tồn chăm sóc, xem những của trách thành trêu kẹo, thật ra chỉ là tình đầu chớm nở ám muội thôi, không cần phải rung động chân tình. Bóng đêm không hòa tan nổi hơi nóng ban ngày. Lương Thừa nhìn cửa nói, điều khiển điều hòa ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, nếu dùng thì tự lấy đi. Tiếng xe mô tô cầm rú chạy đi xa. Kiều Uyển Lâm bị Lương Thừa từ chối rất tàn nhẫn, còn bị đặt một cách lạnh lùng, giống như một người bệnh tâm thần gặp được một bác sĩ cao siêu, dù có bị sắp xếp thế nào cũng cam lòng bỏ phản kháng. Cả một buổi chiều, khi cậu lau từng hạt chân trâu trên kim cài là cậu đang chuẩn bị tâm lý. Nếu như cậu nói ra, Lương Thừa mắng nhức cũng được, ghét bỏ cũng được, dù có cho cậu một đấm cũng không hề gì. Dù cú đấm đó không rơi vào người cậu, nhưng tất cả khiến thiết tâm lý trong đầu cậu đều sụp đổ hết. Tay trần không biết đặt ở đâu, vẫn đau lòng như cũ, hối hận không biết có phải mình đã quá khích động hay không. Nếu như cậu bộc bạch một cách tử tế thì có khi đáp án của Lương Thừa sẽ khác đi không? Từ đầu tới cuối, Lương Thừa vẫn không hề phủ nhận mình thích con trai, nói cậu là thằng nhóc con, hơn cậu 4 tuổi ghê gớm thế hả? Kiều Uyển Lâm không cam lòng, không bỏ cuộc, sự đồng lòng như là một tấm lưới nâng đỡ cậu không cần e ngại bị rơi xuống. Cậu ngồi xếp bằng trên giường như lão tăng ngồi thiền, suy nghĩ rối bỏng bong, mãi cho tới khi não mệt mỏi nhún ra như hổ rán. Tất cả những mong mỏi đều là hão huyền, thứ duy nhất cậu chắc chắn là cậu giữ lại cho mình một con đường sống, nhưng Lương Thừa lại cự tuyệt cậu chắc như đinh đóng cột. Điện thoại vang lên, Điền Vũ gọi tới hỏi, Uyển Thần, ngày mai rảnh không? Kiều Uyển Lâm cũng từ từ hoàn hồn, chuyện gì? Điền Vũ bảo giọng cậu khàn, sợ cậu bị cảm nói, nhật ký hoạt động học kỳ này mày viết giúp tao xuất sắc quá, ngày mai có một bộ phim khoa học viễn tưởng khởi chiếu, tao mời mày đi xem. Không có tâm trạng, tao thất tình rồi. Mày mới viễn tưởng đó, yêu đương gì mà thất tình, ngày mai kể tập nghe tao cứu vớt vớt cho mày một chút đi. Kiều Uyển Lâm cúp máy, mở ảnh đại diện của Lương Thừa ra, cuối cùng không nhắn gì hết mà tắt điện thoại. Chờ đêm người đông như mắc cười, Lương Thừa định tới đập cho Ứng Tiểu Quỳnh một trận, lại thấy cũng phí công. Trước nửa đêm thì hóng gió bờ hồ, sau nửa đêm thì nằm trong xe van chờ mắt một giấc. Xe mô tô hết xăng rồi, sáng sớm anh lái kìm bồi về, dừng ở ven đường trước cửa tiệm Ngô Ký. Bánh hào mới ra lò, không biết cái người thích ăn kia đã thức dậy chưa. Ngủ một giấc chắc cũng đã ngoan rồi chứ. Lương Thừa ngả người tựa lưng ghế, hai mắt khép hờ. Anh phát hiện vẻ ngoan hiền và ngây thơ của Kiều Uyển Lâm chỉ là vẻ bề ngoài, chứ bên trong thì ương ảnh như lưới kéo thép, có rất nhiều chuyện phiền lòng anh còn có thể không cho mày, nhưng hôm qua thì thực sự đã kinh hoàng rồi. Lương Thừa ngồi trên ghế lái sắp xếp lại suy nghĩ, đôi mắt hẹp dài liếc tới đầu ngó. Kiều Uyển Lâm chậm chậm xuất hiện, dừng ở dưới cột điện, sờ lên vị trí anh đã đấm lên. Đứa ngốc này, anh bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Kiều Uyển Lâm cúi đầu buồn bã đi tới bên đường gọi một chiếc taxi rồi đi. Không đeo cặp vậy là không chuyển về nhà phải không? Lương Thừa đỗ xe xong quay về tiệm sườn xám. Đặng Lệ Quần vẫn đang hát, Vương Dễ Trì chọn ra mấy cái ghim kè bị hỏng. Anh nói, hư bao nhiêu con đền? Vương Dễ Trì cười, Uyển Lâm nói với bà rồi là nó đánh đổ, con đừng bao che cho nó. Nhưng cũng là vì
Lượng thừa nói được một nửa, em mới còn nói gì nữa không? Hôm qua Phương Nhĩ Trì cũng nhìn ra được sơ hở bà nói. Người trẻ tuổi tranh cãi cũng là chuyện bình thường, hết giận cũng mau, nhìn đi, Uyển Lâm nó ra ngoài xem phim với bạn rồi đó. Lương Thừa cũng hơi yên tâm, lúc này Vương Duy Trì cầm điện thoại hỏi cậu, WeChat nhận được ảnh làm sao để lưu vào bộ sưu tập. Anh đi tới bên bàn nhìn xuống ghi chú trên màn hình là con gái. Vương Duy Trì mở ra tấm ảnh vừa mới nhận được. Một tấm ảnh đời thường đơn giản, mặt mộc tóc ngắn. Lương Thừa nhìn gương mặt người phụ nữ kia có hơi giật mình. Phương Nhĩ Trì nửa vui nửa buồn, Lâm Thành Bích được thăng chức rồi, nhưng phải thuyền chuyển ở thành phố lân cận, sau này e là sẽ càng ít về nhà. Trước khi các đồng nghiệp tổ chức chia tay muốn bảo là một bộ sườn xám, gửi ảnh cho bà để tham khảo kiểu tóc và vóc dáng với thời gian gần đây, bà nói. Đây là con gái bà đó, mẹ của Uyển Lâm. Lương Thừa chỉ cho Phương Nhĩ Trì cách lưu ảnh, sau đó mới chậm rãi hỏi. Con gái bà là phóng viên hả? Phải đó, Uyển Lâm nói cho con đúng không? Lương Thừa vào phòng tắm lên lầu 2, cúi người hất mấy vốc nước lên mặt, làm bàn tay lau mặt một vệt nước loang lổ bóp méo khuôn mặt anh. Phải rồi, Kiều Uyển Lâm quyết chí làm phóng viên đều gặp bà biên tập tin tức từng nói mẹ họ Lâm, vậy mà lại là Lâm Thành Bích. Anh rút khăn mặt xuống, ấp lên mặt, tầm mắt sập tối, một hình ảnh xa xăm hung ác đuổi theo, khiến anh không thể quên cũng không thể trốn. Tôi là phóng viên của đài truyền hình Lâm Thành Bích, hy vọng cậu có thể nhận phỏng vấn, tôi sẽ đến nữa. Khi chuyện xảy ra, có giây phút nào cậu từng nghĩ tới hậu quả không? Hết phim đèn bật sáng, khán giả thảo luận nhiệt tình tình tiết trong phim. Kiều Uyển Lâm cầm hộp bỏng ngô hầu như chẳng ăn miếng nào, hoàn toàn không nhớ đã xem được những gì. Cậu theo Điền Vũ đi dạo trong trung tâm mua sắm, tới khu đề thể thao ngắm đồng phục bóng rổ. Điền Vũ mặc thử, cậu ngồi trên sofa, đợi mái tóc khen bộ nào cũng đẹp. Mí mắt cậu thỉnh thoảng cũng dần dật, chắc là do ngủ không ngon, uống một ly Americano thì cũng không hiệu quả. Điền Vũ nhìn không được hỏi cậu, bộ dạng này chẳng lẽ là thất tình thật hả? Cười đùa cho qua nhưng không biết mình cười cho miễn cưỡng như thế nào. Kiều Uyển Lâm phần tâm giết thời gian mấy tiếng đồng hồ, trời u ám như sắp có mưa, cậu gọi xe về nhà. Khi sắp tới phố Trường Lâm thì bảo tài xế chạy thêm một vòng. Cậu sợ Lương Thừa về nhà, cũng sợ Lương Thừa không về. Sợ Lương Thừa không để ý tới cậu, cũng sợ anh vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Sợ Lương Thừa lại lần nữa từ chối quyết liệt, càng sợ anh sẽ uyển chuyển nói cậu chỉ là chủ nhà, là em trai, là học sinh của anh. Kiều Uyển Lâm thấy hối hận rồi, khó khăn lắm mới có thể thân thiết với anh, nhưng lại không dằn lòng được mà tự tay đồng cứng mối quan hệ này. Nhưng lại ôm hy vọng Lương Thừa sẽ có một giây dao động mà thôi. Xuống xe ở đầu ngõ, hôm nay có hàng xóm chuyển nhà. Đống rác thải đổ ra rùm cú nát, Kiều Uyển Lâm nhìn thấy Thiều Nhạc ngồi xổm trên cành thùng rác lùm một cái hộp. Cậu lên tiếng ngăn cản. Tiểu Nhạc không thấy bẩn hả, mau dừng lại đi. Tiểu Nhạc nhặt ra một mô hình xe cứu hỏa mừng rỡ nói. Anh xem nè, còn chơi được mà. Kiều Uyển Lâm bảo. Là rác mà, vứt đi. Đối với bọn họ thì là rác, nhưng với em thì không phải vậy nha, em thích lắm đó. Tiểu nhà có cách lý giải của riêng mình, ôm xe cứu hỏa chạy về nhà. Kiều Uyển Lâm khó mà phản bác được, ngẩn người nhìn đống đồng nát, có một con búp bê nằm lẻ loi trên nắp thùng. Quần áo bám đầy bụi bẩn, đôi mắt xanh lam chằm chằm nhìn cậu. Kiều Uyển Lâm quay về nhà từ cửa ngách, trên móc trèo có chìa khóa của Lương Thừa. Cậu nhề tay nhề chân lên lầu, cũng yên tĩnh quá. Cửa phòng ngủ chưa đóng, cậu đứng lên tường lén dòm vào trong. Trong phòng không có ai, mà ngăn kéo màn vẫn luôn khóa chặt lại được kéo ra. Kiều Uyển Lâm nghi hoặc xoay người, cửa phòng cậu khép hờ, vươn tay đẩy ra, vậy mà lại thấy Lương Thừa đang ngồi yên tĩnh trên giường. Lương Thừa ngửi thấy mùi chua nồng, ngước mắt lên thấy Kiều Uyển Lâm đang xách một con búp bê cũ rích. Một lớn một nhỏ, ánh mắt óng ánh sờ sệt, hỏi, đâu ra vậy? Em nhặt ở thùng rác. Bẩn rồi, vứt đi đi. Em sẽ giặt sạch sẽ. Kiều Uyển Lâm đặt một con búp bê trên đầu giường lau tay, sau này nó sẽ là của em. Lương Thừa nói, cậu có biết nó có bao nhiêu là vi khuẩn không? Em chỉ biết nó cũng là một thằng nhóc con không được ai thích. Mặt mày căng chặt của Lương Thừa đột nhiên thả lỏng.
Anh nhếch khóe môi cười một cách uể oải, xem ra hôm qua anh nói vẫn chưa được rõ ràng. Kiều Uyển Lâm ngồi xuống trước đầu gối anh, thái độ cực kỳ ngoan hiền, khiến người ta thương, nhưng lời nói vẫn bướng bỉnh như trước. Anh chê em nhỏ, em dễ trưởng thành mà. Anh không có hứng thú với em cũng sẽ không cưỡng ép, nhưng anh không thể khống chế được cảm xúc của em đâu. Chưa làm rõ tình hình đã biểu lộ tâm lý, nếu thành công thì gọi là dũng cảm vì yêu, thất bại thì có thể xem là tự mình đa tình. Kiều Uyển Lâm hiểu rõ cũng bằng lòng chấp nhận. Từ bây giờ Lương Thừa chán ghét cậu hay là không để ý tới cậu là tự do của anh. Cậu ô mê không tình ngộ hay buông tay từ bỏ cũng là tự do của cậu. Kiều Uyển Lâm nói, em sẽ không cối rầy anh, sẽ không nói mấy lời khiến anh khó chịu nữa. Chúng ta vẫn giống như lúc trước, mỗi ngày được nhìn thấy anh là em thỏa mãn rồi. Lương Thừa nâng cằm Kiều Uyển Lâm lên, gương mặt non nớt 3 năm trước, gương mặt sau khi gặp lại ngày ngày vui buồn dần hơn lúc lắc trước mặt anh, bây giờ hiện lên chữ xì vô cùng kiên định. Anh thấp giọng nói, Kiều Uyển Lâm, cậu thực sự rất thích tôi hả? Kiều Uyển Lâm khẽ hớn hở gật đầu trên lòng bàn tay anh. Lương Thừa nói, cậu có biết tôi là người như thế nào không? Kiều Uyển Lâm mổ xẻ hết tấm lòng, em không biết anh đã từng trải qua chuyện gì. Anh bỏ họp một mình phiêu bạt, không cần biết xảy ra chuyện gì em cũng không quan tâm. Vậy sao? Tôi dẫn cậu tới một nơi. Lương Thừa kéo Kiều Uyển Lâm dậy, cầm lấy con búp bê băn khoăn đi ra ngoài. Ánh mắt thờ thần bị mây đen che lấp, bầu trời cũng đã bắt đầu sầm tối. Anh, mình đi đâu thế? Kiều Uyển Lâm bị nhét vào ghế phụ của lái xe chiếc Kim Bồi bất an hỏi. Lương Thừa không đáp, khởi động xe quay đầu về hướng Tây, đổ đầy xăng rồi lái thật nhanh. Không lâu sau tiếng sấm rền vang, tia sớp xé toạc bầu trời. Mưa rơi lộp độp thấm ướt cửa kính. Kiều Uyển Lâm nhìn chằm chằm cơn mưa, quét mắt từ trái qua phải. Trong cơn mưa giảm sủa cảm thấy mỏi mệt không cách nào chịu nổi. Cậu không nhìn rõ biển báo trên đường, không biết Lương Thừa định đưa cậu đi đâu. Chỉ đi thẳng về phía Tây, cuốn theo màn đêm đang vội vã buông xuống. Người trên đường ngày càng ít, xe cũng biến mất dần. Chiếc Kim Bồi lao nhanh trên quốc lộ thênh thang, mưa rơi đi nhanh khi chậm, trùng hợp với nhịp tim nơm lớp lo sợ của Kiều Uyển Lâm. Lương Thừa nắm chặt vô lăng không nói lời nào, tự ấn đường tới cằm như một cơn dốc, giống như ánh sáng cũng có thể là xương cốt, khiến người ta không dám nhìn kỹ. Bọn họ đi qua nội thành Bình Hải rộng lớn, tới ngoài ô đêm đen mù mịt, không nhìn thấy những tòa nhà cao tầng và nhà dân. Đường mài bên đường vẫn còn rọi lên con đường tịch mịch vô biên. Kiều Uyển Lâm càng bất an càng dày vò trôi qua gần 3 tiếng đi xe. Bốn phía trống trải, một tòa kiến trúc to lớn ngay ngắn xuất hiện trước tầm mắt. Lương Thừa cuối cùng cũng đạp phanh, mưa cũng tạnh. Kiều Uyển Lâm từng hỏi anh đến từ đâu, anh đáp là phía tây thành phố, bây giờ đã tới rồi. Nước trên cửa chắn gió chảy xuống từng dòng. Kiều Uyển Lâm nhìn về phía cổng lớn đóng chặt cách đó không xa, uy nghiêm nặng nề. Cậu mở to hai mắt bị hàng chữ bên cổng đóng đinh vào ghế ngồi, không thể nào cựa quậy được. Trại giam số 2, miền Tây. Lương Thừa cũng nhìn sang, cuộc sống yên ổn đối với hắn mà nói quả nhiên là quá xa xỉ. Những ngày qua giống như cảnh mộng ảo, anh không để ai truy cứu, nếu không thì sẽ bị phơi bày bất cứ lúc nào. Vậy không bằng anh tự tay xé một lỗ hồng, ít ra còn có thể giữ lại sự phóng khoáng vô tư. Ánh mắt anh phủ một lớp bằng tuyết sắc bén, ẩn chứa lòng tự tôn cao ngạo dù trải qua nhiều lần vùi dập, trầm lòng hay ngoài mặt. Nội tâm hay thể xác, anh bày hết ở đây cho Kiều Uyển Lâm xem. Lương Thừa lặp lại lần nữa, vẫn không để ý sao? Kiều Uyển Lâm ngẩn ra, Lương Thừa nói tiếp, dù cho tôi đã từng giết người,